chào các bạn, mình là Misa. Hôm nay Misa sẽ giới thiệu đến các bạn một bài tập aerobic rất là công phu và cơ động. Cái bài tập như sau và chúc mừng các nhóm cơ, các bạn cố gắng tập luyện theo Misa ha. Đây, 1, xoay chữ 2, 3, 4, đây. Lớp đổi bên luôn, 1, 2, 5, 6, 7, xoay, xoay, xoay.
bảy, trái, phải, tiếp, ba, đi, bốn, chuẩn bị chụp chân nha, năm, hai, sáu, hai, bảy, hai, tám, dễ quá, chậm, ba, quá, số. Bung tay nha, lên, trái, phải. Bảy lên, chúng ta nào lên, up, 1, 2, 3, xuống, 5, 6, 7, step, 2, 2, 3, 4, 5, 6, lớp phối, lên và co nha, 1, 2, 3, co nào, 5, 6, 7, step, 2, 2, co, step nào. Co trước, phải co trước, lên, 3, 4, 5, 6, 7, co đặt gót, lên, co, gót, nghe nhịp đầu.
máy lùi trường. Đây lùi. Đây, tay. Qua. Đây.
chiêu trái. Vừa tập luyện xong bài tập aerobic với team Misa, các bạn cảm thấy thế nào ạ? Cố gắng tập luyện cùng team Misa mỗi ngày để khỏe và đẹp ha. Hẹn gặp lại các bạn.